à, hiện tại bây giờ là 11 giờ phía rồi nhưng chị và em đang lên xe em giao ba con bò cái chữa này về cho hai anh nha anh chị thì một con thì em giao về cho anh anh ở sóc trăng và một anh thì em giao cho anh là hai con bò cái chữa tàn rất là lớn nha chị đó thì em giao về cho anh ở bạc liêu nha đó thì em mong thì cô chú chị mình cần xa và mình đang cần muốn mua bò giống qua kênh kem chất lượng quỳ tính thì anh chị mình cứ liên hệ với em ha thì em sẽ ship bò qua tận nhà cho cô chú chị mình cần xa nha thì một chút xíu đây nữa thì em cũng sẽ lên xem giao cái cặp bò đực ba bơ như vậy em giao về hóc môn nha chợ đầu mối hóc môn nha cô chú anh chị. Thanh thì những anh chị mình đang cần mua bò kênh em thì chúng ta hãy liên hệ với em để chúng ta là sở hữu được những cái con bò chất lượng uy tín bên kênh của em nhà cô chú anh chị. Hello xin chào cô chú anh chị mình Thanh là em đây anh chị. Thì để tiếp tục cái chương trình các em vào buổi sáng hôm nay Em sẽ cập nhật hình ảnh cho chị mình chính là một con bò cái chữa như vậy Gốc bò đồng chăn thả rất là hiền và dạng nha Con bò này em kiểm tra thì sáng mặt kim chỉnh nha Còn sáng lưng nấu thì hơi nhích từ gần gu tí nha chị Đòn thì dài nha Con bò này thì mong đùi hoàn thiện nha chị Hen. Cái phần cậy đuôi con bò này thì nó là cậy đuôi to Hoa nó là hoa đen bự lớn nha chị Hoa đen thui ha và nó có một cái đuôi thẳng băng và nó thả rất là dài nhau chỗ gì nó dài xém sát đất gì ha đi tới đâu là nó lít vớt tới đó nhau chỗ gì con bò này thì em quan sát và kiểm tra trước sau thì cái màu nổi là màu đỏ mặt rất là đậm bò nha chị và con bò này em quan sát thì em không thấy là len giá chỗ nào ha bao nghiêm chỉnh nha chị không len không giá nha nó chỉ có một điểm duy nhất thôi là cái phần sái lên nó thì hơi nhích tờ gần gu tí thôi nha chị còn mọi thứ là bò này nó nghiêm chỉnh ha con bò này thì nó là gốc bò đồng như vậy gốc bò đằng chăn thả như vậy rất là dễ nuôi và con bò này rất là hiền nhau chốn gì đó bò hiện thì cô chú gì mình đem về chúng ta có thể là mình chăn thả hoặc nhút chuồng cũng được nha chị dễ chăm sóc dễ cho ăn uống và cho uống nước nhau chỗ gì rất là đẹp bò nha thì con bò này thì chiều cao thì đo ngay giữa lưng của nó thì nó cao là 1m24 cho đến là 1m25 bò như chị mẫu thùng dạo ha thùng dạo to bốn nhú đều đó con bò này thì dò cẳng trước sau thì em kiểm tra quan sát kỹ lưỡng cho bà con cần sàn xa rồi nha nó đều nghiêm chỉnh hoàn thiện hết anh chị cũng như là dàn chân trước chân sau đó là không bú dò bú cẳng cũng không ấp xe chỗ nào hết anh chị bốn dàn chân nó là chân móng sò nha đó và con bò này thì nó đang chữa là bò cọp nha anh chị nó chữa được 7 tháng bò nha thì con bò này em bán về cho anh chị mình nuôi thì em bao chữa nè bao khám và bao lồi lú cho anh chị mình tứa đẻ mới thôi nha và con bò này nó đẻ được hai con rồi nha anh chị nó đang con bầu lại là lứa thứ ba nha anh chị nên làm bao chữa đầy đủ cho anh chị cần sa nha và con bò cái chữa cọp này thì anh chủ nhà muốn bán về cho anh chị mình với mức giá là 25 triệu nha anh chị 25 triệu cho con bò cái chữa cọp lớn tháng này nha anh chị anh chị mình quan tâm cái con bò đầu tiên này anh chị mình cứ liên hệ với em nha Ok thì để tiếp theo cái chương trình em sẽ cập nhật thêm cho anh chị mình chính là một con bò cái chữa có tàn nha anh chị con bò này thì theo quan sát kiểm tra của em thì sáng mặt nghiêm chỉnh nha sớ lưng cũng nghiêm chỉnh nha anh chị đòn dài nha mong đích thì bò này xương sốc lớn nha anh chị còn đúng với con bò chữa này thì nó là đúng chèn nha bốn vú nó chị dò cẳng trước sau ha chân móng đều hoàn thiện nha anh chị không bú dò bú cẳng ha bốn chân nó là hoàn thiện chân móng sò và có kiện khú đen nhẹ nhau chỗ gì chị về chiều cao thì con bò cái chỗ này thì em đo ngay xứ lưng của nó như vậy Thì nó cao là 1m26 cho đến là 1m27 bò ha Đỏ mặt như chị ha con bò này thì nó chỉ có một điểm mi thôi anh chị nó có một điểm mi nhỏ nằm ngay mắt bên phải anh chị mình quan sát cái màn hình cũng thấy rồi ha nó có một điểm mi nha chị hiện tại thì nó đang giác cám nó ăn nhau giống gì con bò này cũng rất là hiền và dạng ha chúng ta đem về chúng ta nuôi thì nó rất là dễ nuôi nha gì chị dễ chăm sóc bỏ cỏ vô ăn và cho nước nha chị rất là hiền nha thì con bò cái chữa số 2 này thì nó đẻ được ba con rồi nha chị Và hiện tại luôn thì nó đang gom bầu lại lời thứ tư ha Nó chữa được 5 tháng rưỡi bò rồi nhau chú gì chị Thì do chủ trước thì ảnh bơm bò gì thì em không biết nha chị Nên là con bò này thì nó đẻ ra được bò gì thì cô chú anh chị mình nhờ bò đổi giúp em ha Chứ em không biết nên là em không có bao được nha chị Còn về vấn đề bao chữa và bao khám và bao lòi lũ cho anh chị mình Tất nhiên là em sẽ bao đầy đủ cho anh chị mình cần xa nha à, bò này thì nói chung là anh chị mình mua bò kênh kem á, thì chúng ta sẽ được bảo hành bao lồi lú nha anh chị bao lồi lú bao chữa bao khám tứ đẻ đàng hoàng cho anh chị mình mới thôi nha và em sẽ báo giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn nha là cái con bò cái chữa số 2 này á, thì em muốn bán về cho anh chị mình với mức giá là 22 triệu 500 ngàn nha anh chị 22 triệu 500 ngàn cho cái con bò cái chữa số 2 này nha thì nếu như mà cô chú anh chị mình muốn mua hết cái đôi bò cái chữa này luôn á thì em bán về cho anh chị mình với mức giá là 47 triệu nha anh chị 47 triệu thì em sẽ bao xe cho anh chị mình trong khoảng quy là 50 cây ha Nên là những anh chị mình đang cần bò với kênh kem Thì chúng ta hãy liên hệ sớm với em để chúng ta lại chốt nha anh chị